Nếu cô bác nào muốn gì á, bây giờ là nói sự thật cho cô bác nghe nè. Con đuổi ông gà làm biết bao nhiêu lần đó cô bác. Mà nó không chịu về đó, cô bác rồi nghĩ sao? Kêu nó một hai gì chứ nó không chịu. Nó nếu mà đuổi nó đi bụi đời. Rồi làm sao? Cố tình lợi dụng bé Sang giữ nuôi lại để mà nhờ giả Mạnh Thường Quân. Không à, nói tầm bậy đó, tôi đâu có nhờ giả mà trước bé Sang là mà nhờ Mạnh Thường Quân. Ai nói vậy? Anh này làm thương bé Sang là thương thiệt kìa. Thương thiệt luôn á. Dạ đuổi nó có đi đâu? Đuổi không đợi nó mấy lần ơi, nó có đi đâu? Anh có đuổi luôn. Ờ. Đuổi về. Con kêu mày về dưới đây. Nó hỏi mấy chú hỏi rồi coi có không kìa. Có cha có đuổi không? Không chịu bây giờ, em nói sao rồi ba Dũng của con đuổi con là đuổi ngay. Con làm gì mà để ba Dũng đuổi? Thấy hai đứa mà bà nào ngoại, bà nội nó đó rồi. Cô ngoại nó ngoại ha. Nó về dưới ở với bà. Tôi đuổi nó về dưới nó không chịu. Là cô bà ngoại có đi lên đây. Có. Kêu Sang về. Ừ. Mà anh thấy vậy anh mới kêu Sang về dưới. Nó không chịu về. Anh đuổi về dưới mà. Đuổi về dưới mà nó không chịu về biết sao vậy? Dạ. Nó muốn ở đâu ở, kệ nó. Bây giờ nó biết lòng nó ở đây rồi. Yeah. Đuổi thì nó đi lông bông rồi, tội nghiệp nó đi ổ nó ngủ bà ngủ bụi rồi, ông rồi mà làm nghĩ sao? Dạ. Yeah. Con có về thăm ngoại thăm mẹ gì không? Dạ, ít khi về. Ít khi về hả? Thì con làm gì làm, con cũng phải về thăm ngoại rồi với thăm mẹ rồi chứ. Con ở trên đây hoài. Còn nhiều khi ngoại con cũng nhớ con mới lên đây cũng phiền con về dưới đó. Ba mẹ nó cũng bây giờ mày chịu gì chứ không nói mạng tiếng bây giờ mày giờ trả lại đi rồi cho hẹn không thôi á nói cha mẹ không? Trên này vợ vụ mày trên này đang nói vụ mẹ vụ mấy chú mà YouTube nói cha Dũng mày vụ ở đây con về cha Dũng mày giờ con nói lớn lên đi con không gì dữ đâu. Sao nó lý do con gì? Phải con nói lý do đi cho chú biết là tại sao con không chú dưới gì chứ vậy chứ lộn mày chị lộn nhà chị lộn cha mẹ đối xử không tốt với con nghe. Ở dưới lo cho con đầy đủ không? Tối là chết luôn, rồi đằng kia đi xin chỗ này đi xin chỗ nọ, rồi nó bỏ này lâm bông rồi sống dài. Mấy ngày nó không mấy ngày Dũng nó đuổi đi chưa về với mẹ. Chưa về chứ mà nó không chịu về đó, biết sao vậy? Gì là nói mấy chú gì tóc cũng thôi cha nói cha mà dụ ở đây nhờ ở đây nhờ. Không phải là tôi nhờ mà tôi gạt nó ở đây mà tôi để rồi mình tôi nhờ mà nó quên đâu. Đừng nói vậy. Dạ. Yeah. Mình đánh chính lại hen. Ờ, đúng rồi. Vậy là anh có nhiều lần là kêu bé về dưới ha. Có, mà nó không chịu về. Bây giờ ông ép buộc cái nào nó không chịu về. Đây nè, cũng kêu đi về dưới đây nó không chịu về. Nè, chú nói nè cho con nghe nè, bây giờ á cái gì cũng vậy hết trơn á, con mới về dưới là con nói chuyện với bà ngoại đồ này nọ gì con vẫn ở con chạy lên đây bình thường đúng không anh Dũng? Ờ. Bây giờ vẫn dưới mình nói chuyện với bà ngoại đồ này nọ nhiều khi bà ngoại nhớ con bà ngoại cũng lên đây kiếm con đó, về thăm thôi đó còn ý con muốn ở đâu thì con ở đó đúng không anh Sang con có muốn về không hay là quyết định đây luôn chứ không chịu gì luôn. Đuổi nó không đại đặc biết bao nhiêu lần nó không chịu về. Mới ngày qua đuổi ra về mà không chịu về nè. Sao con? Bây giờ con nói là bên ngoại con không hay gì dưới hay cự lộn. Rồi còn bên anh Dũng thì sao? Tốt chứ. À lo cho con công việc này kia hay là sao? Lo con công việc đầy đủ. Dẫn nó đi mà ăn chứ đâu phải đi ăn cướp ăn trộm đâu. Vô đồng bắt ếch được. Thì Mạnh Quân ta nói là thương anh đó là thương anh là tại vì anh nuôi con người khác. Đúng rồi. Mà bây giờ lại ngược lại là đổ quan cho anh là nói anh là lợi dụng bé Sang. Nếu cô bác nào á nếu cô bác nào muốn gì á bây giờ là nói sự thật cho cô bác nghe nè. Con đuổi không gà làm biết bao nhiêu lần đó cô bác. Mà nó không chịu về đó cô bác rồi nghĩ sao? Dạ. Yeah. Như là cái người này ở đây nè em giờ thì bé Sang nè như lại nhà nó ở với cô bác rồi cô bác nghĩ sao đuổi nó không chịu đi đó bây giờ thì cô bác nghĩ ra thế nào? Dạ yeah. Dạ chứ không có mục đích gì khác ha. Không thì cưng bé Sang như con ruột mà ở đúng rồi mà thằng này nó cũng mất thằng Dũng nữa. Ừ. Nó không đi nữa. Đúng rồi tại vì cái này nó im ấm chứ về chỗ kia nó cứ gây lộn rồi
đánh đập đuổi xô nó hoài sao nó chịu. À, tôi nói chú nghe nè, thằng kia thì nó đi xin, nó hút chết rồi kia, thằng này nó không muốn, nó ở đây với em tôi, mà em tôi không có đợi lợi dụng thằng này đâu, thằng này là tôi cũng ra đây tôi nói hoài á, con cứ về dưới bà ngoại gì về, về chứ cô không có cầm con ở đây nó không cha Dũng cầm con ở đây là di tích mình ta nói cầm con ở đây là cha Dũng là lợi dụng con ở đây người ta cho, con đừng có nghĩ như vậy. Con không muốn là gì tất người ta nói với cha Dũng con nữa, con muốn về về cũng ở. Ừ. Đó. Tôi nói sự thật, con cháu nào cũng là con cháu. Mình là như không con cháu ơi, con không phải con cháu của mình. Mà mình suy nghĩ nó cũng thương nó là như cháu ruột của mình. Nở cho em nở với 5 triệu bây giờ muốn sao vậy? Là, dạ. Đuổi ra là bây giờ ông cũng chém nó giờ nó không đi. Tôi nói thiệt với mấy ông già là tôi đuổi biết nhiêu lần em luôn nè, tôi nói thiệt tôi cũng nghèo rất là nghèo mà tôi nuôi nhiều người lắm rồi mà như là muốn đi muốn ở bây giờ tôi không đuổi đó, suy nghĩ gì đó muốn đi muốn ở bây giờ cháu này cũng vậy, cháu Sang cũng vậy, nó muốn đi muốn tự nó ở giờ không ép mà không đuổi. Bây giờ hỏi bé Sang nè, cha Dũng có lần nào quýnh con hay chửi mắng con nặng nhất không? Dạ không, không luôn, không bao giờ luôn. Là như con làm nghịch ý này thì con đi chơi đêm về khuya hay bấm thoại khuya quá không la không? Dạ không. Không la luôn. Không la nó cũng la chứ mà nếu là cằn cằn nó vậy thôi la nó ngủ cũng nghe được. Có chứ mẹ nó nào nghe nó la nó không có tự gì lại. Nó sức khỏe về con cháu cho nó. Mà nó tự lại rồi nó đi luôn rồi. Con có gì thì con nói trên trên quy tắc cho người ta biết, không thôi cha Dũng tôi đâu cần tự ra cho nó ở đây đâu là... kiểu nó một hai gì chứ nó không chịu đâu dạ, nó nếu mà đuổi nó ở đi bụi đời quy tắc đây nè rồi con làm sao con ở đây là con ở với mẹ đó anh nghĩ rồi bây giờ con hỏi anh câu thôi nè, bây giờ nó tôi đuổi nó ra khỏi đây nó đi bụi đời cũng tội nghiệp cho nó. Dạ rồi đâu phải xem nói cho mấy chú được biết thôi. Giờ con muốn ở đây là con ở với mẹ con hay cha con? Con ở đây. Ừ. Lý do tại sao con ghê lộn hoài chứ? Ghê lộn hoài. Có họ có đuổi xô con không hay là chửi mắng con này kia thôi? Chửi tục lắm. Không có tình gia nó nữa. Chị Nhí với mẹ là không có màng tới con luôn mà. Dạ. Bà nắng này lên bà căng thần kinh bà. Không có được bình thường đâu. Còn thương ai cũng nói em dâu tôi nhỏ này nó hiền nè, nó gặp người ta hả là xét xét thôi gặp luôn. Nó là nhỏ đó, nhỏ nhỏ đó mà nghe cái thằng này xin 10.000 bạc nó không cho đó. Nhà này dính đói chứ nó không cho. Cho nhỏ kia ăn chứ không cho nè. Đưa tiền cho nó bữa hổm rồi đó. Mà không cho là không. Tùm lum hết nghe anh bé. Ừ. Tôi cũng xuất tiền cho nè, sáng nó hỏi cha có tiền không cho 20.000 đúng vậy, cũng móc cho nó 20.000 chứ đâu phải là không cho đâu. Hai cha con tối thì đi bắt ếch rồi giờ sáng thì nó về, tối nó về đây thì nó ngủ, sáng thì cha con ăn cơm vậy đó, nhóc nhái ở đây. Tôi nói cũng nhiều lần rồi, con muốn về dưới thì về, con muốn ở đây thì con ở, mà con ở đàng hoàng nha, mà con hút chích nhìn cha con dưới là con đuổi đó. À, cô sao biết biết anh quậy chích kìa? Biết chứ. Cô có lần nào đập đá luôn không? Nữa. Có đập đá luôn. Đây nè, chứ đâu trời, nhà nó. Đây nè, chưa hiểu bằng tôi đâu. Yeah. Nó chơi tới kêu con chó luôn, kêu mà kêu vắng sắt ra, kêu vắng hồn ngủ nè. Yeah. Nó hết luôn. Nó thiệt, nó mua một bịch gì luôn nè. Nó ngủ tôi không biết ngàn lần luôn á. Nó ngủ anh luôn. Có. Nó kêu cho ông Dũng hết với tôi đi. Nó thằng ơi trời. Chắc tôi chết luôn quá. Yeah. Có khi nào Sang nó thấy không? Yeah. Hỏi ơi, Sang mày thấy hả? Sang thấy cha mày đúng không? Nhỏ con bây giờ nè, con nhỏ con không được nói dốc nè. Có khi nào mà con thấy cha con hút keo không? Anh chị có nhóc. Nè, nhiều lần gặp ha. Dạ. Chích mà tí luôn, không có lợi chích vô. Yeah. Con không được nói dốc nha. Dạ. Có đây. Dạ, có ha. Con cho Dũng có như vậy không? Dạ không. Cho dù thì không có nghiện nập gì hết.
hút thuốc thì có thôi. Dạ. Hút thuốc không phải là có, chứ dụ mà giờ là thuốc chích là không có tôi à. Không có tôi lọt cái đó đâu. Chú ơi, tôi đập chết mẹ luôn chứ đừng nói làm ông nội tôi. Tôi đập chết mẹ luôn chứ đừng nói. Chị ruột của chị thứ ba. Chị thứ ba ha. Bây giờ là cố. Hỏi là mấy anh này coi hồi tôi sống ở đây tới giờ biết rồi đó. Mà tôi có hút chứ đâu. Không bao giờ. Trời đó đâu quá có là cho lại có lại cho mình đâu. Đúng không? Bây giờ là cố tình là rủ anh là đi nhập chung luôn. Ừ. Mà tôi không chơi. Bao lâu anh? Lão hoài cũng mấy năm về trước đó, nó cũng vô định với anh này hoài nè. Nó rủ tôi Dũng mà hết với tôi. Tao đồ lại mày tao xá mày vậy. Mày khỏi đi. Thấy là không ổn. Sao con mới không cho chào chú, mấy chú mới tới. Trời ơi, bữa nay nhộm tóc đen lại đẹp trai ha. Hồi bữa để đầu vàng quá. Con ra đây ngồi chơi nè con. Ở đây nè con, sát. Ra đây nè. Con nhộm hồi nào ơi? Dạ, nhộm lại lâu, 2-3 bữa. 2-3 bữa rồi hả? Ta cho à, cũng cảm ơn mà không cho cũng rất cảm ơn cô bác luôn. Không có xin xỏ ai chứ. Ông cái ông già ở ngoài Bình Phước mới điện vô. Ông mới điện vô để ông gửi tiền vô cho. Tại thì ông cho à, cảm ơn bác hồi nãy nói chuyện không phái đúng không? Con ở đâu vậy? Phải Dũng ở Gia Cầu không? Dạ, đúng rồi chú. Ông người bác. Biết chú thương ha. À. Dạ vô đây nè, ra đây nè. Có gì đâu mấy chú không ăn thịt con. Ông hỏi số gì tài khoản gì đó. Ông hỏi con có tài khoản không? Con không có chú ơi, làm gì có tài khoản được. Muốn giúp đỡ anh ha anh Dũng. À. Rồi sao? Ông hồi để gửi cho bên kia đem vô. Ông ở đâu ngoài Bình Phước, người Bắc. Sao ảnh cũng như là ái mộ anh hả? Ông ngồi coi mấy clip đó, ông thấy thiệt, ông quá trời hiền. Thầy cứ phải vậy rồi chứ sao vậy? Mình có sao mình nói vậy nha. À, ông dạ. Nói hỏi kìa, con bữa nay có đi bắt ếch không con? Con quá trời trời sáng trăng rồi chú ơi, bắt sao được? À, biết anh làm cái nghề gì luôn hả anh? À, mấy anh kia nói lại. Mấy anh kia nói lại. Dạ, thì một số sáng cô trăng này ba tôi bắt được á. Lại cái nó mất tiêu chứ. Nó nổi như mùa u thiệt mà lại gặp được. Thì thường thường ngoài cái công việc mà anh bắt đi bắt ếch hay là anh còn làm cái gì khác nữa không anh Dũng? Còn chứ. Dạ. Qua cái dịp bắt ếch thì còn đi lượm đồ mũ sống qua ngày nữa. Đủ thứ. Anh biết tôi rồi đó. Tôi đi lại chợ lại biết rồi. Dạ. Rồi bé Sang cho chú hỏi nè. Sao giờ ngủ tới giờ này vậy? Sao không tiếp chị rồi tiếp ba đâu? Con? Buồn ngủ hả? Tối hút khuya bấm điện thoại lắm hay gì nè? Có đâu. Có đâu à? Tại tối chảnh chứ. Con gắng đây ba nói gì gắng nghe gan vậy nha. Dạ. Dạ. Tôi giờ đang còn ham đồ trong nhà này đó, cái chổng rồi xong. Ham gì anh nói, anh muốn gì? Anh cần chổng. Cái giường mình ngủ ha. Sắt này là nó gãy rồi đó. Dạ cái giường ngủ ha. Ước mong cái chổng thôi xong rồi. Cái chổng xoàn xoàn thôi chứ không có cần mất tiền không? Dạ. Uống nước cho con. Mời gia đình mình đông quá, một cái sao anh đủ không? Đủ. Thì ngủ với dán. Ngủ với dán mơ. Thì thằng bé Sang này nó có kêu anh bằng ba luôn cho anh không? Có. Kêu hoài vậy? Anh có định làm cái hộ khẩu cho nó ở đây với anh không? Có. Làm luôn đó chứ dễ gì. Lấy hộ khẩu nhà tôi ra và đưa nó vô. Ừ. Nhưng mà bên kia người ta chấp nhận không anh? Thì ta chịu chấp nhận chứ. Giờ cái thằng đi sinh đó bây giờ nó bỏ luôn rồi, nó không nuôi được thằng này đâu. Vậy là anh quậy anh bỏ luôn ha. Bỏ luôn chứ đâu có lưu đây đâu. Chồng ăn xin mà nổi rồi ngày mai đây ngày mốt kia đi lại kia biết đâu nổi. Dạ. Đi cát xứ luôn á. Tôi thì không cho nổi đâu, tôi cho rõ luôn vô đồng rồi bắt hết tôi. Sáng đi chiều về, sáng đi chiều về.